Tin Tổng giáo phận Huế Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang năm 2018 Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức cha Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Huế đã có thư mời mọi thành phần dân chúa Việt Nam tham dự hành hương thường niên tại Linh Địa La Vang năm 2018 Thư mời của Đức Tổng Du Xe có đoạn viết như sau Theo truyền thống đã có từ lâu, ngoài các kỳ đại hội thánh mẫu toàn quốc 3 năm một lần Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang Tổng giáo Phận Huế cũng tổ chức kỳ hành hương thường niên vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, tức là ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 tại linh địa La Vang. Trong bầu khí thiêng liêng của năm tháng mừng kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh 117 vị tử đạo Việt Nam, trân trọng kính mời quý đức Hồng y, quý đức cha và mọi thành phần dân Chúa Việt Nam về tham dự cuộc hành hương năm nay với chủ đề Mẹ La Vang, mẹ của những ai gặp thử thách. Chương trình hành hương 2 ngày 14 và 15 tháng 8 sắp tới tại Linh Địa La Vang sẽ bao gồm những giờ cầu nguyện, nói chuyện, chia sẻ và thánh lễ tạ ơn.